Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe đời vui trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Đã lâu nay trở thành một cái điểm hẹn quen thuộc để chúng ta cùng trò chuyện mỗi tuần về sức khỏe, gia tăng kiến thức cho mọi người. Thưa quý vị, những ai mà mắc căn bệnh trĩ thì mới có thể thấu hiểu được những cái lo lắng, những cái bất tiện mà căn bệnh này mang lại, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của họ. Và vì vậy cho nên là có một cái vấn đề quan trọng là người bệnh trĩ thường lo lắng về sự tái phát của căn bệnh này. Khi mà tái phát thì người bệnh phải làm gì? Câu hỏi này chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chủ đề ngày hôm nay là tái phát bệnh trĩ thì phải làm sao? Để cung cấp thông tin khoa học cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, gặp gỡ với các bạn khán giả thì sẽ là chuyên gia của chương trình. Xin giới thiệu chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh đã sẵn sàng ở trường quay. Xin kính chào chuyên gia. Vâng, xin chào MC Lê Anh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành với chương trình này và sẽ thông qua một cái trường hợp như thường lệ để chúng ta cùng nói kỹ về trường hợp đó. Qua đó thì có thể phổ biến kiến thức cho nhiều người hơn ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ, hãy cùng xem nhân vật hôm nay là ai và câu chuyện nào được kể qua phóng sự của chương trình. Những cung đường đèo quanh co, những cánh rừng xanh mướt như lời mời gọi chúng tôi đến với huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Người dân ở Nari như mặc kệ những hối hả của nhịp sống hiện đại. Họ sống thong dong, chậm rãi và nhẹ nhàng. Căn nhà nhỏ của gia đình anh Phan Đình Chi cũng không ngoại lệ. Nhưng đằng sau lối sống chậm rãi ấy là cả một câu chuyện mà anh Chi chẳng thể chia sẻ với ai. Câu chuyện về cuộc đời, về bệnh tật. Tôi tên là Phan Đình Chi, năm nay là 42 tuổi, đang sống ở tại Nà Cóc, Trần Phú, Nari, Bắc Cạn. Tốt nghiệp xong cấp 3, lớp 13 thì tôi được đi thực hiện nghĩa vụ. Sau đó là ra quân về địa phương công tác ở tại Ủy ban Nhân dân xã. Trung bình là cứ phải khoảng 5 đến 6 tiếng một ngày là ngồi làm việc. Sau hết giờ hành chính thì về lại hỗ trợ vợ con là làm công việc chăn nuôi với lại sản xuất nông nghiệp. Làm cùng vợ con thì nhiều lúc là cũng cảm giác là mình giải tỏa được cái tâm lý áp lực của công việc của cơ quan. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Dù cuộc sống có những vất vả lo toan, nhưng anh Chi vẫn luôn cố gắng vì gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, công việc bị ảnh hưởng, bản thân anh Chi cũng dần trở nên trầm tính hơn. Nhất là những dấu hiệu của căn bệnh trĩ ngày một nặng khiến anh hoang mang không dám chia sẻ với ai. Cái giai đoạn đầu đó là nó ngứa vùng hậu môn và quá trình bị táo bón nó cũng kéo dài. Trong lúc mình đi vệ sinh là cái thời gian đi vệ sinh rất là lâu, phải tầm 30 đến 40 phút. Sau một thời gian là bắt đầu là nó có chảy máu tươi. Đi khám thì bác sĩ kết luận là bị trĩ nội độ 1. Sau đó tôi dùng cái rau diếp cá với lại lá lốt. Lúc bây giờ thấy trí nó cũng đỡ, nó ổn. Sau đó đến 2019 là tôi lại thấy cái biểu hiện trí nó lại tái phát lại. Đau rát với lại chảy máu. Về sau là thấy cái búi trí nó bị lồi. Đi xong là nhỏ thành giọt mà đại tiện xong là phải tác động từ tay. Thì cái búi trí nó mới lại vào, mới lại lên. Thì khám lại bác sĩ thì bác sĩ kết luận là trí độ 3. Mắc căn bệnh khó nói ấy, anh Chi nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ điều trị, căn bệnh sẽ sớm cải thiện. Nhưng anh không ngờ rằng hành trình điều trị bệnh của anh đã kéo dài 5 năm mà vẫn chưa có kết quả. Biết bao giải pháp đã được anh sử dụng, lối sống sinh hoạt cũng được thay đổi cho phù hợp. Ấy vậy mà căn bệnh vẫn cứ đeo bám anh, khiến cuộc sống của anh ngày càng mệt mỏi. Bác sĩ cũng có khuyên là một là cắt, hai là dùng các thảo dược cũng như là lá hoặc là kê đơn thuốc uống. Sau đó là tôi không cắt mà tôi về. Rồi sau đó tôi quay về lại tiếp tục là dùng cái lá lốt với lại cái lá rau diếp cá. Tôi giá nát, uống nước và lấy cái bá mà đắp vào cái búi trí. Quá trình đắp thì cũng thấy nó gọi là nó mát cái búi trí nhưng mà không giảm. Đấy, là búi trí vẫn không giảm mà cũng không thấy nó đỡ. Quá trình mà mình sử dụng rượu bia thì cái trí là cái khi mình đi đại tiện là nó máu nó sẽ chảy nhiều hơn. Mỗi ngày trôi qua đối với anh Chi là một ngày khổ cực. Ăn không dám ăn, giấc ngủ không được tròn giấc, ngay cả những hoạt động thường ngày anh cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận.
Chính những cơn đau mà căn bệnh trĩ gây ra khiến anh không có được cuộc sống như những người bình thường khác. Khi bị cái bệnh trĩ này thì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Cái thứ nhất là về cái đi lại với lại cái sinh hoạt hàng ngày. À, trong sau đó là cái sau đó là đi trong quá trình mình thực hiện lao động cũng như là trong đi làm việc thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả làm việc của mình. Trong ăn uống thì cũng phải kiêng rất là nhiều thứ, nhất là về ăn đồ cay với lại đồ nóng. Khó khăn nhất là cái đi lại, làm nặng thì có cái cảm giác như là cái búi trí nó tụt xuống. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ là có thể là không khéo lại bị ung thư chẳng hạn, cho nên là trong cái tâm lý nó cũng không được thoải mái, lúc nào cũng thấy lo. Căn nhà vốn yên ắng trong những ngày anh Chi quẩn quanh với bệnh tật này đã có sự thay đổi rõ rệt. Hình ảnh vợ chồng anh Chi cùng nhau làm những công việc thường ngày, những nụ cười này lại rạng rỡ trên gương mặt của anh. Có được sự thay đổi ấy là nhờ anh Chi may mắn tìm được giải pháp thảo dược. Căn bệnh trĩ khó nói đã được cải thiện đáng kể, từ đó cuộc sống của anh cũng có thêm những niềm vui và tiếng cười. Tôi là dùng cái biện pháp là thảo dược có hai loại, một là cái loại viên, hai là cái kem thuốc kem để bôi. Thì từ đó là tôi thấy cái búi trĩ là lên hẳn, không còn cái cảm giác là đau rát. Với lại đi đại tiện thì cũng không còn chảy máu, trở lại bình thường, nó đi lại rất tự nhiên. Đấy, mà cái ăn uống thì cũng không cần phải kiêng, không bị đau nữa là cũng vui vẻ mà cảm giác người nó thoải mái, mà vợ con cũng thấy thoải mái và cũng không thấy khó khăn và cũng không thấy cáu kỉnh nữa. Đấy là cái cảm giác mà tôi thấy vui nhất và hạnh phúc nhất là được thoải mái với lại vui vẻ khi mà mình không còn bệnh. Căn nhà trở nên rộn ràng hơn, ấm cúng hơn nhờ sự san sẻ của hai vợ chồng anh. Chồng làm việc, vợ cũng chẳng rảnh tay. Có lẽ trong những ngày tháng ảnh hưởng bởi bệnh tật, sự động viên đồng hành của người vợ luôn là chỗ dựa cho tinh thần của anh Chi. Và ngay cả hiện tại, vợ chồng anh vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chắc hẳn tương lai sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng đối với anh Chi, có được sức khỏe, sự đồng hành của người vợ, mọi chuyện đều sẽ vượt qua. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiện nay nhiều người bệnh đã tin dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cochi Pro được chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên như cúc tần, ngải cứu, lá lốt, tinh nghệ và thành phần Slippery-em nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Cochi Pro hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ như sa búi trĩ, đau rát, chảy máu. Cochi Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại, người bị táo bón có nguy cơ bị trĩ. Và đó là câu chuyện của anh Phan Đình Chi đến từ Nari, Bắc Cạn. Và hôm nay chúng tôi cũng có đề nghị được kết nối trực tuyến với anh Chi để anh Chi ngoài phóng sự vừa rồi có thể kể chuyện, có thể nói rõ hơn. Và đặc biệt là anh Chi cũng muốn được gặp gỡ để tham vấn với bác sĩ chuyên môn, với nhà chuyên môn của chúng ta. Chúng tôi xin mời anh Chi ạ. Anh Chi nghe rõ chương trình không ạ? Xin chào MC Lê Anh và chuyên gia của chương trình. Vâng ạ, sức khỏe của anh Chi dạo này thế nào ạ? Công việc có tốt không ạ? Tôi đang duy trì sử dụng giải pháp thảo dược. Sau một thời gian uống thuốc điều trị thì tôi thấy búi trĩ được cải thiện hơn, không lòi ra như lúc ban đầu. Các triệu chứng đau rát thì đến hiện nay thì cũng không còn triệu chứng đau rát. Hơn năm nay là tôi không có cái triệu chứng gọi là táo bón. Và trong quá trình thì cũng điều chỉnh ăn uống các thứ thì hiện nay là cải thiện cái trí chứng là được khoảng 80%. Tôi thấy là rất là ổn. Khi sức khỏe được cải thiện thì trong quá trình thực hiện công việc thì nó cũng được suôn sẻ và có hiệu quả hơn. Vâng, sơ khởi nghe qua thì đã thấy mừng rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn là để chuyên gia có thể bình luận hơn nữa về cái tình trạng bệnh hiện nay của anh đã được tiến triển gọi là chữa trị như thế nào rồi. Xin mời chuyên gia. Thì qua cái phóng sự thì chúng ta thấy được là anh Chi này cũng đã trải qua 2 lần bị tái phát cái bệnh trĩ này. Và cái triệu chứng cũng nặng hơn như là đau rát này,
chị xa ra bên ngoài này, chảy máu này, và đi lại vận động nó cũng khó khăn hơn. Trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng thấy được là sau khi đã điều trị ở cái giai đoạn 1 ổn định rồi, nhưng mà cái chế độ sinh hoạt của anh vẫn chưa có cái sự thay đổi, cuối cùng là dẫn đến bệnh trĩ bị tái phát. Trĩ mặc dù chúng ta đã điều trị tốt rồi, nhưng mà chúng ta không có những cái chế độ sinh hoạt khoa học điều độ, cũng như là tiếp tục duy trì những các cái phương pháp mà chúng ta đã điều trị tốt, thì là nó cũng hoàn toàn có thể bệnh tái phát lại. Đối với trường hợp của anh thì với cái đầu tiên là trĩ nội độ 1. Cái trĩ nội độ 1 thì nó là cái giai đoạn nhẹ nhất của bệnh. Tức là cái lúc đó thì trĩ nó chưa ra bên ngoài mà nó ở bên trong. Nhưng tuy nhiên thì đã có những dấu hiệu chảy máu này, hoặc là người bệnh sẽ có những dấu hiệu nặng tức ở hậu môn. Cái trĩ độ 3 của anh hiện nay thì tức là trĩ đã ra bên ngoài rồi. Anh nên duy trì thứ nhất là về cái chế độ sinh hoạt, là chúng ta vẫn giữ một cái chế độ sinh hoạt khoa học, như là ăn uống này. Thì chúng ta nên ăn những các cái chất xơ nhiều, rau xanh hoa quả tươi để chống táo bón, uống đủ nước, và đặc biệt là chúng ta không nên lạm dụng rượu bia. Về chế độ vận động thì chúng ta cũng vì do cái nghề nghiệp của mình là phải ngồi nhiều, thì ngoài giờ chúng ta nên có những cái vận động tập thể dục để giúp cho khí huyết lưu thông, giúp cho máu ứ trệ ở vùng tĩnh mạch, hậu môn trực tràng nó sẽ được lưu thông vào trong tuần hoàn để tránh xuất hiện tình trạng bệnh trĩ và kiểm soát tốt cân nặng nữa. Và đặc biệt nữa là anh cũng nên duy trì cái giải pháp từ thảo dược mà mình đã sử dụng đã mang lại cái hiệu quả để giúp cho mình là có thể ổn định lâu dài cái tình trạng này và phòng tránh tái phát. Như vậy là chuyên gia đã chia sẻ và đã khuyên là anh Chi nên tiếp tục cái giải pháp mà anh đang sử dụng, giải pháp thảo dược đấy ạ. Thì anh vẫn đang dùng đấy chứ ạ? Hiện nay là tôi đang duy trì biện pháp là thảo dược. Vâng, vậy là tốt rồi ạ. Anh Chi vẫn đang tiếp tục sử dụng cái giải pháp này, thưa chuyên gia. Vậy thì cái quan tâm của anh Chi chắc cũng giống quan tâm của tôi và nhiều người khác khi theo dõi chương trình này là vậy thì cái tiếp tục dùng cái giải pháp này thì có ngăn ngừa được cái sự tái phát căn bệnh trĩ không ạ? Chúng ta biết là đối với cái giải pháp từ thảo dược này là nó có cái sự kết hợp giữa các cái loại thảo dược như là lá lốt này, ngải cứu này, cúc tần này, tinh nghệ. Và đối với cái giải pháp này thì những cái thảo dược này thì chúng ta thấy là những cái thảo dược hoàn toàn xưa kia chúng ta vẫn rất hay sử dụng trong các cái bệnh lý về trĩ và mang lại cái hiệu quả và rất là an toàn. Tuy nhiên thì cái giải pháp này ngày nay thì đã được các nhà khoa học đã nghiên cứu và đã tìm ra được các cái hoạt chất từ trong các cái thảo dược này có cái tác dụng lên cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh của bệnh trĩ, nên là chính vì vậy mà nó mang lại được cái hiệu quả toàn diện. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là quercetin nằm ở trong cúc tần. Thì nghiên cứu đã cho thấy rằng nó có tác dụng kháng viêm này, nó có tác dụng kháng khuẩn, nên là nó chống được những cái tình trạng viêm nhiễm hoặc là nhiễm khuẩn. Thứ hai nữa là hoạt chất tumeron pin được chiết xuất từ nghệ và lá lốt, thì nó có cái tác dụng là ngoài cái tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, thì nó còn có cái tác dụng nữa là làm tăng cường hoạt huyết tiêu ứ ở tại cái búi trĩ để giúp cho máu ở vùng trĩ nó sẽ được lưu đi vào trong tuần hoàn và giúp co nhỏ lại cái búi trĩ. Và một cái hoạt chất nữa đó là zomogin được chiết xuất từ cây ngải cứu, và qua nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái hoạt chất này nó có tác dụng làm co mạch, nên chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho máu lưu thông vào trong vòng tuần hoàn, giảm và co nhỏ được cái búi trĩ lại. Những cái thành phần thảo dược này trước kia thì người ta thường là mua về đun và sắc lên, nhưng ngày nay với cái công nghệ khoa học hiện đại rồi, các nhà khoa học cũng đã chiết xuất được ra các cái hoạt chất ở trên, và từ đó thì là đã được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, tạo thành cái dạng viên cũng như là dạng gel bôi để giúp cho tăng cường cái hiệu quả trong việc cải thiện cái tình trạng trĩ cũng như là ổn định lâu dài. Đối với viên uống ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng là giảm viêm này, kháng khuẩn này, có tác dụng làm hoạt huyết và xe nhỏ các cái búi trĩ lại từ bên trong. Vâng, thế còn đối với cái gel bôi thì nó sẽ có cái tác dụng trực tiếp, gel bôi này nó sẽ bôi trực tiếp vào cái búi trĩ, nó sẽ có cái tác dụng trực tiếp từ bên ngoài, vừa có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn và cũng giúp cho co nhỏ cái búi trĩ lại. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy là trong uống ngoài bôi nó sẽ làm tăng cường cái hiệp đồng tác dụng và làm tăng cường cái hiệu quả hơn. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và bổ sung thêm một cái hoạt chất silipperiem. Cái hoạt chất này có được chiết xuất từ cây du đỏ, được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Có cái hoạt chất này nó có tác dụng để nhuận tràng này, cải thiện cái tình trạng táo bón, ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Vì chúng ta biết là táo bón là một trong những nguyên nhân chính gây nên cái tình trạng như là bệnh trĩ khó kiểm soát này, gây khởi phát cũng như là tái phát bệnh trĩ. Nên là khi mà chúng ta sử dụng lâu dài sẽ giúp ngăn ngừa tái phát những cái đợt trĩ mới. Cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ rất kỹ những cái thông tin khoa học để chúng tôi thấy là cái giải pháp mà anh Chi lựa chọn ấy nó không phải là chỉ là qua truyền miệng
hay là chúng ta cứ tin vào cái việc là thảo dược thì rất an lành, dẫu rằng đó là cái kiến thức từ xưa để lại mà chúng ta thấy được thực chứng thôi, thông qua nghiên cứu khoa học và những cái phân tích vừa rồi là càng có niềm tin hơn. Anh Chi chắc chắn sẽ tin tưởng hơn đúng không ạ? Hôm nay trực tiếp gặp gỡ với chuyên gia, anh Chi có muốn hỏi riêng gì không ạ? Thưa chuyên gia, thì tôi có câu hỏi là tại sao tôi lại cùng một lúc là bị hai loại trí. Thì tôi thường thường tôi cũng nghĩ là chỉ là mắc một loại, thì tôi cùng một lúc là vừa bị trí nội và sau đó là chuyển lại sang thành bị trí ngoại. Ồ, cái quan tâm này thực sự là nghe rất là trúng. Tôi cũng quan tâm và nhiều người tôi tin cũng quan tâm câu hỏi này ạ. Dạ vâng, thì chúng ta biết là trí thì nó gồm có là trí nội này, gồm có trĩ ngoại này và trĩ hỗn hợp. Thì chúng ta biết là để mà chẩn đoán được trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp ấy, thì chúng ta cần phải có cái sự thăm khám của các bác sĩ, và đặc biệt là cái nội soi hậu môn trực tràng. Và người ta sẽ lấy một cái mốc, đó chính là cái đường lược. Đường lược nó sẽ là phần phân chia ranh giới giữa một ở phía trên là niêm mạc trực tràng và phía dưới đó chính là niêm mạc hậu môn. Thế thì những cái gốc bụi trí mà nó xuất phát từ ở phía trên đường lược thì là sẽ được chẩn đoán đấy là trĩ nội. Thế còn nếu mà những cái gốc bụi trĩ mà nó xuất phát từ dưới đường lược, tức là ở niêm mạc hậu môn, thì được gọi là trĩ ngoại. Thế và trĩ hỗn hợp thì là những cái tình trạng trĩ mà nó vừa xuất phát từ ở trên đường lược và dưới đường lược thì gọi là trĩ hỗn hợp. Thế và đối với một người thì chúng ta thấy hoàn toàn có thể là bị trĩ nội này, có thể hoàn toàn là kết hợp với trĩ ngoại này, và cũng có thể là trĩ hỗn hợp. Nên là cái việc mà lúc đầu là có thể là mình bị trĩ nội, sau đó thì mình có thể lần sau là bị trĩ ngoại là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên là anh cũng thấy là lần trước thì mình bị trĩ nội, sau đó thì lại bác sĩ lại chẩn đoán là có trĩ ngoại, là như vậy đấy ạ. Vâng. Xin cảm ơn chuyên gia đã tư vấn và cảm ơn chương trình. Không có gì phải lo lắng cả, về việc đó cũng bình thường thôi đúng không ạ? Xin cảm ơn chuyên gia đã tận tình chia sẻ, giải đáp cho nhân vật của chúng tôi. Và cũng xin cảm ơn anh Chi đã không ngại. Vâng, cái bệnh này là cái bệnh rất là khó nói, nhưng mà anh đã hoàn toàn rất là thoải mái để chia sẻ với mọi người. Thì qua đây cũng thấy một cái tinh thần là chúng ta cũng không nên giấu. Những cái căn bệnh này cũng khá là phổ biến ạ. Ngày xưa các cụ mình có cái câu là thập nhân cửu trĩ phải không ạ? Vâng, ý là rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cũng không nên giấu, mà để tăng nặng thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là tái phát, quý vị ngăn ngừa nó. Đến đây thì những ai còn muốn quan tâm sâu kỹ hơn về trường hợp của riêng mình, ngoài thời lượng của chương trình, quý vị hoàn toàn có thể liên hệ với chương trình của chúng tôi để được các chuyên gia trực tiếp tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ như thường lệ, trước khi chia tay nhau, chúng ta hãy cùng bỏ túi một vài những kiến thức khoa học rất là căn bản ở chương trình này với chuyên mục Lời khuyên sống khỏe. Bệnh trĩ hay tái phát vì bệnh do hệ tĩnh mạch ở hậu môn trực tràng bị giãn, suy yếu gây ra. Đặc biệt có sự phình tĩnh mạch các đàm dồi tĩnh mạch ở trĩ mô xung quanh hậu môn đưa đến hình thành búi trĩ. Một khi hệ tĩnh mạch hậu môn trực tràng đã giãn rồi sẽ khó hồi phục được như ban đầu. Người bệnh khi phải đứng lâu, ngồi lâu, ít vận động hoặc tình trạng thừa cân béo phì cũng làm cho tĩnh mạch trĩ bị suy giãn ra. Thứ hai là thiếu chất xơ. Chế độ ăn uống thiếu xơ là một nguyên nhân trực tiếp gây ra táo bón. Táo bón lâu ngày dẫn đến trĩ và hình thành búi trĩ mới ngay cả khi đã phẫu thuật và cắt trĩ trước đây. Xu hướng hiện nay là tìm đến các giải pháp từ thảo dược chữa trị ngay từ giai đoạn đầu để tránh được nguy cơ phải phẫu thuật. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều hóa chất trong các loại thảo dược có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh trĩ, giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, tăng sức bền thành mạch và co búi trĩ, như hóa chất quercetin trong cúc tần chống viêm, bảo vệ búi trĩ khỏi vi khuẩn gây viêm. Hóa chất tumoropin được sản xuất từ lá lốt và nghệ giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, tiêu huyết ứ tại búi trĩ. Hóa chất zomogin có trong ngải cứu giúp co mạch, từ đó săn xe búi trĩ. Slippery trong cây dưa đỏ giúp nhuận tràng, giảm táo bón, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tái phát trĩ do táo bón gây ra. Các thảo dược khi được kết hợp với nhau đúng cách sẽ tạo nên một giải pháp nhiều tác động giúp cải thiện đáng kể bệnh trĩ. Thưa quý vị, tái phát bệnh trĩ thì phải làm sao? Câu hỏi giản đơn này thôi nhưng mà rất khó trả lời đấy ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta đã có được rồi một câu trả lời đến từ 20 phút các bạn theo dõi cùng chúng tôi ở chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Đến đây chúng tôi xin khép lại thời lượng của chương trình Sống Khỏe Đời Vui tuần này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau.